ngành ngôn ngữ luôn luôn có chỗ đứng. Mức độ sống của những người giỏi nhất ở trong ngành này chẳng hạn ấy thì lại không thua kém những ngành khác tí nào cả. Tiếng Đức thì sang tiếng Anh và tiếng Anh thì sang tiếng Đức hiện tại đang là nằm ở trong cái top 5 những cái cặp ngôn ngữ mà có cái giá dịch thuật và đắt nhất thế giới. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với các bạn và cùng đồng hành với các bạn trong bài viết Cần sa bao giờ mới được hợp pháp hóa của tác giả Absolutely. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chính của bài viết. Cùng với cây thuốc phiện hay còn được gọi là cây anh túc, cần sa cũng có một lịch sử dài hàng nghìn năm và sớm được con người sử dụng. Ở Việt Nam, cần sa còn được biết đến dưới cái tên như là cây gai dầu, cây tài ma. Cây cần sa có nhiều họ khác nhau, vốn bắt nguồn từ Trung Á, sau sớm được trồng trên khắp thế giới. Mục đích đầu tiên có lẽ là để tách sợi từ thân cây, sợi đó dùng để đan vải và vật dụng hàng ngày. Về sau khi khám phá ra khả năng sát khuẩn, gây tê và khả năng tác động lên tâm trí của người dùng cần sa, loài người sử dụng nó trong y tế và các nghi lễ tôn giáo. Phần lớn các nền văn minh cổ đều dùng cần sa như một thứ để thanh tẩy và giải độc và mang ý nghĩa như là trong sáng, trong sạch trong các nghi lễ tâm linh. Cần sa, một lịch sử. Trong văn hóa Viking cổ, cần sa gắn với hình ảnh nữ thần Freya, nữ thần của tình yêu và những hệ quả của tình yêu. Hạt cần sa thường được tìm thấy trong mộ của người chết và các văn bản cổ ghi chép lại cho thấy người Bắc Âu cổ đã trồng và thu hoạch cần sa theo mùa vụ, dùng để làm quần áo cũng như là làm thực phẩm dự trữ. Họ tổ chức lễ hội mừng Freya sau mỗi đợt thu hoạch. Họ thường đốt các gốc và rễ cây cần sa, sau đó nhảy múa xung quanh đấy. Trong thần đạo của Nhật Bản, cần sa dùng như biểu tượng của sự thanh tẩy. Quần áo của các pháp sư làm từ cây cần sa và họ dùng lá cần sa như là biểu tượng để trừ tà. Lá cây cần sa cũng được ép để lấy nước, dùng trong các nghi lễ tôn giáo. Cần sa cũng xuất hiện nhiều trong lịch sử của Ấn Độ, đặc biệt đạo Hindu theo nhiều cách khác nhau. Nó là một loại thuốc dân gian truyền thống ở Ấn Độ kể từ thế kỷ thứ tư ở trước công nguyên và được cho rằng có liên hệ mật thiết với sự ra đời của yoga tại vùng đất này. Cần sa trong văn hóa cổ Ấn Độ được coi như là thuốc kích thích tình dục. Sự kết hợp của yoga, cần sa và tình dục được xem như là phương pháp đạt được sự thức tỉnh tinh thần. Hóa ra tập yoga là chưa đủ, phải làm thêm nhiều trò sâu sắc nữa thì mới thông thiên được. Các nền văn minh cổ đánh giá cao cây cần sa, coi nó là cây đa năng khi thân có thể dùng để làm sợi vải, hoa và lá được dùng để làm dược phẩm, lại tương đối dễ trồng, có thể trồng quanh năm ở những vùng đất có khí hậu khác nhau. Người Ba Tư cổ đánh giá cần sa là loài cây quý nhất trong số các cây thực phẩm và y dược. Người Ả Rập có riêng một quyển sách nói về giống cây này. Một nhà sử học Hy Lạp cổ tên là Herodotus đã mô tả người Scythia, một nhóm lớn người Iran du mục ở Trung Á, hít khói từ hạt và hoa cần sa đang cháy âm ỉ trong các văn bản của mình. Đến khoảng thế kỷ thứ 10, hashish, một loại cần sa được hút bằng tẩu, được sử dụng rộng rãi trên khắp Trung Đông. Điều đặc biệt là King Quran của đạo Hồi cấm sử dụng rượu và thuốc phiện, nhưng không cấm cần sa. Ảnh dưới về cây cần sa đến từ một ghi chép vào năm 1753. Tại thời điểm này, cây cần sa vẫn được dùng để cung cấp sợi gai, dùng để dệt vải. Tác dụng y học cũng như cách hút có được ghi chép lại, tuy nhiên không thực sự nổi bật bằng những chất gây nghiện khác ở cùng thời kỳ như là thuốc phiện hay là thuốc lá. So sánh cây cần sa, cây thuốc phiện và cây thuốc lá trong giai đoạn đầu thời kỳ cách mạng công nghiệp, chúng ta có thể thấy sự phổ biến của loại cây thuốc phiện và thuốc lá như một mặt hàng buôn bán chủ lực so với cây cần sa. Lý do nằm ở hai điều. Thứ nhất là thuốc phiện và phần nào là thuốc lá cần những điều kiện chăm sóc và chế biến đặc biệt hơn. Và vì thế hiếm có và trở thành mặt hàng độc quyền của một số nước thời kỳ này như là Anh hay là Hà Lan, vân vân. Cần sa do đặc tính dễ trồng nên mang tính địa phương, thường được sử dụng cho nhiều mục đích, chứ không chỉ là chất kích thích hay là gây nghiện. Một số loại cần sa đóng góp vai trò tương đối quan trọng tại khu vực Đông Âu, Trung Á và Châu Phi như một loại thuốc phiện ở địa phương. Ở Nga, cây cần sa phổ biến đến tận cuối thế kỷ thứ 18, sau dần bị thay thế bởi cây thuốc phiện hàng rêu. Lý do thứ hai liên quan đến kỹ thuật, chiết xuất và pha chế từ cây thuốc phiện dễ hơn là cây cần sa. Từ cuối thế kỷ thứ 18, loài người đã chế ra những thứ cầu kỳ từ cây thuốc phiện và nhanh chóng phổ biến rộng rãi. Ngược lại, những thứ chế từ cây cần sa không được chú ý bằng. Giữa thế kỷ thứ 19, các loại thuốc và hợp chất chế tạo từ cây cần sa đã xuất hiện trên thị trường. Tuy nhiên, không nổi tiếng và được biết đến nhiều như là morphine hay là heroin, vốn là con cháu đích tôn của thuốc phiện. Cần sa,
dân chơi mới nổi. Đọc những dòng trên, chúng ta có thể hiểu phần nào cần sa nhẹ hơn thuốc phiện. Điều này dễ hiểu vì hầu hết thuốc phiện hiện nay đều phải qua sơ chế để tăng thêm khả năng tác động vào tâm trí con người. Cần sa ở một khía cạnh khác khi đến tay người dùng thường là hàng authentic, rất là real, đôi khi vẫn còn xanh. Hút cần sa giống như là hút thuốc lá, nhưng thay vì giảm căng thẳng thì sẽ thấy bồng bềnh và có phần tăng động. Nhìn chung có vẻ như là giống như vừa uống bia hay là hút thuốc. Đó là lý do vì sao những năm gần đây trên thế giới đang rộ lên phong trào hợp pháp hóa cần sa. Việc dùng cần sa vẫn bị cấm ở hầu như mọi nơi, tuy nhiên có lẽ dần dần việc này sẽ được nới lỏng. Đến đây bạn sẽ tự hỏi vì sao thuốc lá, rượu bia không bị cấm mà cần sa lại bị cấm, mặc dù ảnh hưởng của cần sa không đáng sợ như là nhiều loại chất kích thích hợp pháp khác. Lý do đơn giản là vì cần sa không có ngành công nghiệp đỡ lưng ở đằng sau. Rượu, thuốc lá và thuốc phiện có một lịch sử hào hùng gắn liền với thời kỳ đô hộ và khai phá, đã trở thành một phần trong nền kinh tế thế giới từ những ngày đầu tiên. Cần sa với đặc tính khó chế biến và bảo quản, hầu như đứng ngoài cuộc chơi thời điểm đó. Cần sa chỉ thực sự nổi lên từ tầm những năm 50 của thế kỷ trước, sau lệnh cấm trực diện vào thuốc phiện và các sản phẩm từ thuốc phiện từ năm 1937, cũng như hàng rào thuế quan được dựng lên đối với rượu và thuốc lá sau Thế chiến thứ hai. Một phần công quảng bá đến từ các nhà khoa học, bắt đầu từ các nhà khoa học Israel. Khi tiêm một chất lấy từ cây cần sa vào trong những con khỉ kích động và công bố cho cả thế giới thấy những con khỉ đó đã tự vấn lương tâm và trở nên nhu mì đáng mến ra sao. Thế là phong trào trồng cần sa và tự vấn lương tâm bắt đầu nổi lên ở trên thế giới. Thật ra là nổi trở lại vì cần sa đã được trồng trên thế giới cả ngàn năm. Có thể coi cần sa là dân chơi mới nổi ở trong làng chất kích thích và vừa mới nổi lên thì đã bị đánh tơi bời. Năm 1970, Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã bãi bỏ việc đánh thuế cần sa như là đánh thuế thuốc lá và liệt cần sa vào danh sách ma túy nhóm 1 cùng với heroin, LSD và thuốc lắc. Những chất không có công dụng chữa bệnh và có khả năng lạm dụng cao. Tuy nhiên, cần sa tương đối khác biệt với những chất còn lại. Chúng ta có thể thấy cần sa không có một ngành công nghiệp hay là một thế lực chính trị nào đó lobby ở đằng sau. Và vì thế, dễ trở thành con tốt thí trong các quyết định chính trị. Một dị nghị phổ biến cho cần sa những năm 70 là cần sa được sử dụng nhiều nhất ở khối người Mỹ da đen và được trồng, tiêu thụ phổ biến ở trong cộng đồng này. Điều này lý giải phần nào quyết định cấm hết của Nixon để tránh gây ra những sự phân tranh không đáng cần thiết. Tuy cấm cản là vậy, nhưng cần sa đã được sử dụng gần như phổ biến ở Mỹ ngày nay. Bắt đầu với Cali, rồi dần dần với các bang của Mỹ cho phép sử dụng cần sa với mục đích y tế. Hiện nay đã có hơn 30 bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ cho phép sử dụng cần sa với mục đích cá nhân. Mục đích cá nhân có thể hiểu là trồng số lượng nhỏ và không được dùng để buôn bán, trao đổi. Ở Việt Nam, nếu sử dụng cho mục đích cá nhân, kiểu trồng vài cây cho đẹp thì sẽ bị phạt hành chính ở lần đầu tiên và án hình sự nếu tái phạm. Tuy nhiên, nếu trồng vài cây và đưa cho người khác dùng, dù chỉ là vài lá, dưới bất kỳ hình thức nào, bạn sẽ đối mặt với án hình sự ngay lần đầu tiên. Tính đến khoảng năm 2013, có khoảng 223 triệu người trên thế giới đã sử dụng cần sa, khoảng 2,7 đến 4,9% dân số toàn cầu, độ tuổi từ 15 đến 65. Đến năm 2015, gần một nửa dân số Mỹ đã từng sử dụng qua cần sa và 12% đã thừa nhận có sử dụng trong vòng một năm. Cần sa có thể tìm mua ở Mỹ với giá rẻ hơn thuốc lá. So sánh với thuốc lá bị đánh thuế 300%, morphine heroin là sản phẩm độc quyền của bên y tế và chợ đen. Có thể thấy mối quan hệ giữa ba món này đại diện vui cho mối quan hệ của khối doanh nghiệp, nhà nước và dân chúng. Bên nhà nước, quyền lực cao nhất thì đánh thuế cao bên doanh nghiệp nhưng sẽ cho bán để thu thuế. Cuối cùng, độc quyền những cái cần độc quyền để đảm bảo bọn kia đang làm đúng theo cái kịch bản cần làm. Thành phần của cần sa. Trong các hợp chất cannabinoid ở trong cần sa, tetrahydrocannabinoid (THC) là chất đáng kể nhất có ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương của con người. THC là một trong 483 hợp chất được biết đến trong cây cần sa, bao gồm ít nhất 113 hợp chất cannabinoid. Trong cơ thể con người cũng có thụ thể cannabinoid, vốn có tác dụng việc kiến tạo và kích thích cảm giác sau khi sử dụng cần sa. Các thụ thể cannabinoid này thường nằm ở vỏ não trước, tiểu não và hạch nền, sẽ bị tác động và dẫn đến những hành vi phản ứng đặc trưng. Cũng tương tự với cồn, khi có một cách thức gần như là tương tự khi tác động lên cảm giác của chúng ta. Các phản ứng sử dụng cần sa không hoàn toàn là cảm giác tích cực. Có người sẽ không cảm thấy gì cho dù có hút một rừng cần sa hay chỉ cảm thấy buồn và ho rớt lưỡi. Đây có lẽ là lý do khiến cho số người bị nghiện và lệ thuộc vào cần sa rất thấp, chỉ khoảng 9%.
con số này chắc chắn thấp hơn thuốc lá, thuốc phiện, ma túy. Một trong số những lý do khác để có thể đặt cần sa ra ngoài nhóm ma túy nhóm 1, đó là việc cần sa và các chế chất từ cần sa khó chế biến hơn so với những chất kích thích khác. Sẽ hầu như không thể luyện cần sa như là luyện thuốc phiện, ví dụ như là cô đặc hơn, tinh khiết hơn. Do cách thức phản ứng trong não bộ khác nhau, cần sa thường chỉ được sử dụng thủ công và khác biệt giữa chất lượng cần sa nằm ở chỉ số THC ở trong sản phẩm. 50 năm trước, chỉ số này ở ngưỡng 2%, giờ đây con số này là từ 4% trở lên, cho thấy bước đột phá khát vọng của con người trong lĩnh vực nghiện ngập. Loại cần sa đang có chỉ số THC cao nhất đó chính là Friday Kush của rapper Ice Cube với chỉ số THC là lên tới 46,2% và 10,78% CBD. Wow! Kết. Chơi cần phần nào giống như là chơi cây cảnh. Bạn sẽ biết về nấm mốc, về ánh sáng, về cách con người và thiên nhiên có thể sống hòa hợp với nhau. Khác biệt ở đây là nếu bạn trồng húng hay là rau mùi thì thỉnh thoảng bạn buồn mồm, nhặt lên bỏ vào miệng được. Còn cần sa sẽ khiến cho bạn tốn nhiều thứ hơn để đi đến bước cuối cùng. Và thường là bước đệm nguy hiểm để bạn đi đến những cái dễ vào khó ra hơn. Cái nguy hiểm của cần sa, ngoài việc có thể tống bạn vào tù, là nó thường được sử dụng cùng với hoặc là như là một bước đệm cho các chất kích thích khác. Khi bạn đã chuẩn bị để thử cần sa, vốn khá là đơn giản, thì bạn có thể chuẩn bị để thử những thứ tiếp theo. Thứ tiếp theo này khả năng sẽ là khá căng thẳng và sẽ được mình giới thiệu ở bài tới. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!